Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét hướng dẫn làm bài 5 của lớp 1 trong môn lập trình frontend. Bài 5 yêu cầu thiết kế cái phần nội dung của sản phẩm theo cái dạng thức như thế này. Mở lại trang index đã được tạo ra ở trong bài trước. Trong phần trước thì chuyển tới cái chỗ article thì sẽ thực hiện là thay thế nội dung theo yêu cầu của bài. Và trong phần article này trước hết là chèn vào cái card và nhấn tab. Trong card thì sẽ có là card header, nhấn tab, và đây là card body, nhấn tab, và card footer, nhấn tab. Ở trong card header thì có thể đưa vào tiêu đề, đó là Nokia. Ở trong này sẽ đưa vào cái hình ảnh, thì có thể là lựa chọn một cái hình ảnh computer hay là một cái hình nào đó cho phù hợp. Và class là image load, và trong cái footer sẽ in ra cái giá tiền của sản phẩm. Và để mà nội dung của các cái card được hiển thị thì chúng ta có thể là sử dụng một thuộc tính, đó là flow left của Bootstrap 4, và kết hợp với định kiểu độ dài của mỗi cái card là đây là 15 RAM. Và đây là cái nội dung được đưa vào để cho phép hiển thị thông tin của một cái sản phẩm ở trên cái trang, trên cái phần nội dung của cái trang index.html. Kích phải và chọn Open with Line Server để chạy ở cái trang này trên trình duyệt, thì chúng ta thấy nội dung sẽ được hiển thị ra như thế này. Và để mà có thể hiển thị nhiều hơn thì có chỉ đơn giản đó là copy cái card và dán ra thành nhiều những cái nội dung khác nhau. Tuy nhiên ở đây thì có một cái là cái merging giữa anh này với anh này là bị sát, và chúng ta cần phải đặt ra cái khoảng cách giữa các thành phần ở đây. Và cũng rất là đơn giản là quay trở lại Visual Studio Code. Ở trong cái định nghĩa card thì đưa vào cái thuộc tính merging, tức là định nghĩa merging, và có thể là merging 3, và chỉ đơn giản đó là copy cái nội dung của cái card và dán vào trở lại, có thể là dán nhiều các cái card ở đây, sau đó là chạy lại ở trên trình duyệt để xem cái kết quả hiển thị. Và đây là cái kết quả hiển thị ở trên trình duyệt, thì chúng ta thấy là các cái sản phẩm sẽ được hiển thị cách nhau như thế này. Và đây là cái phần nội dung giúp hiển thị thông tin của các cái sản phẩm, cái hiển thị thông tin cho sản phẩm đầu tiên, hiển thị thông tin cho sản phẩm thứ hai. Thì chúng ta chỉ cần là chỉnh sửa các thông tin ở trong này. Đây là giá tiền, hình ảnh, tương tự như thế, giá tiền, hình ảnh và giá tiền, tên và hình ảnh. Và trong này thì sử dụng thuộc tính đó là M tree, thì có nghĩa là merging tree, và theo cái cấu trúc của Bootstrap 4, tức là sẽ xác định cái không đơn vị khoảng cỡ 0.75. Đây là 0.75.
Để hiểu rõ hơn M là gì và P là gì thì chúng ta sẽ thấy đây là cái thông tin mô tả của Bootstrap. Trên trang Bootstrap, M thì có nghĩa là Margin và P thì có nghĩa là Padding, và sẽ có là Top, Bottom, Left, Right và Edge là cho cả Left and Right, Y là cho cả là Top and Bottom. Và nếu là để trống thì chúng ta chỉ viết ví dụ như là em và gạch như thế này, một thì sẽ áp dụng cho cả top left button right, và ở đây quy định đó là không thì không thiết lập, một là 0.25, hai tức là 0.5, và ba thì ngầm định đó là một, tức là ba ngầm định đó là tương đương với một như này. Và 4 thì 3 ngầm định đó là một đơn vị, và 4 đó là ngầm định đó là 1.5. Và đây là toàn bộ cái kết quả của các bài 1 cho tới bài 5, định nghĩa cái trang thì hiển thị ra như thế này, và định nghĩa các hệ thống menu, tài khoản đăng nhập. À, bên này thì English, tiếng Việt, và cái phần aside, phần nội dung ở bên trong để hiển thị lên danh sách các cái sản phẩm ở trên trang, và ở bên dưới là hiển thị cái phần footer. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.